Trúc Linh kính chào khán giả Người Việt TV đến với chương trình Điểm tin buổi sáng của ngày hôm nay là thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị, tin đầu tiên là vài tháng nữa tiệm nail và tiệm tóc ở California mới được mở cửa. Theo tin của đài KTLA 5 thì giới chức y tế tiểu bang California cho biết là có thể vài tháng nữa người dân mới được làm tóc và làm móng tay hay là tập thể dục trong gym cũng như là tham dự các sự kiện giải trí bởi vì những loại dịch vụ và doanh nghiệp này được xếp vào nhóm là rủi ro lây nhiễm cao cho nên là đòi hỏi khoảng cách gần. Bác sĩ Sodia Angel là giám đốc cơ quan an toàn sức khỏe tiểu bang nói rằng đối với các doanh nghiệp trong nhóm rủi ro lây nhiễm cao cần thời gian để tìm ra giải pháp, điều chỉnh cách hoạt động để đảm bảo sự an toàn cho người dân. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, thì Thống đốc Gavin Newsom cũng cho biết là những doanh nghiệp trong nhóm rủi ro lây nhiễm cao nằm trong bước thứ 3 của kế hoạch tái mở cửa và việc điều chỉnh lại cách thức hoạt động để bảo đảm an toàn không lây nhiễm COVID-19 đòi hỏi cần một thời gian nghiên cứu. Ông cho hay là khi mọi giải pháp đã sẵn sàng cho giai đoạn 3, thì các tiệm thẩm mỹ hay là rạp hát cũng như là các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo và các đám cưới sẽ được tái mở cửa hoạt động. Riêng với các sự kiện thể thao trong giai đoạn 3 được phép diễn ra nhưng trong sân vận động không có người xem. Dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề khiến cho các cơ sở thương mại ở California điêu đứng và nhiều nơi phải đóng cửa, trong đó có nhiều doanh nghiệp của người gốc Việt như là các tiệm hớt tóc và các tiệm nail, đặc biệt ngành nail vốn được xem là xương sống kinh tế của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ. Chuyển sang tin tiếp theo là Costco yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang kể từ ngày 4 tháng 4. Theo tin của KTLA 5 thì công ty Costco vừa ra thông báo là yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang khi đi mua sắm tại đây bắt đầu từ ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi và những ai không thể đeo khẩu trang vì lý do sức khỏe. Việc đeo khẩu trang không đồng nghĩa với việc bỏ áp dụng khoảng cách là 6 phút. Bên cạnh đó thì Costco cho biết giờ mở cửa của họ cũng sẽ bắt đầu như bình thường là bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 và vẫn duy trì quy định chỉ cho phép 2 người trên một thẻ hội viên mỗi lần vào mua sắm. Costco vẫn dành riêng khoảng thời gian là từ 9 cho đến 10 giờ mỗi buổi sáng từ thứ 2 cho đến thứ 6 cho những thành viên 60 tuổi trở lên và những người tàn tật. Ưu tiên được vào trước áp dụng cho các nhân viên y tế, cảnh sát, nhân viên cấp cứu và lực lượng cứu hỏa. Trong thời gian qua thì nhiều người hốt hoảng dự trữ giấy vệ sinh, dụng cụ tẩy rửa hay là thực phẩm như bánh ngọt để họ không cần phải mua sắm những mặt hàng này trong nhiều năm, đồng thời gây ra những sự khan hiếm giả tạo. Đối phó với tình trạng này thì Costco hiện vẫn áp dụng nguyên tắc là mua giới hạn đối với một số mặt hàng và không cho hoàn trả những mặt hàng thiết yếu mà nhiều người đã mua dự trữ trước đây. Chuyển sang tin tiếp theo là Disneyland có thể phải đóng cửa thêm nhiều tháng. Theo tin của nhật báo The Orange County Register thì Disneyland và những khu giải trí khác ở California có thể phải đóng cửa thêm nhiều tháng cho đến khi đã có thuốc điều trị COVID-19. Trước đó cùng ngày thì Thống đốc Gavin Newsom và bác sĩ Sonia Angel là giám đốc cơ quan an toàn sức khỏe tiểu bang công bố kế hoạch là 4 giai đoạn mở cửa lại nền kinh tế tiểu bang. Ông nói là biểu tình hay áp lực chính trị sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định, nhưng khoa học, dữ liệu và sức khỏe người dân thì sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định. Thống đốc Newsom không đề cập cụ thể khu giải trí trong kế hoạch mở cửa lại. Tuy nhiên, thì Disneyland, Universal Studios Hollywood, Knott's Berry Farm, Six Flags Magic Mountain, SeaWorld San Diego, Legoland California và những khu giải trí khác ở California dường như thuộc giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch mở cửa. Có thể là vài khu giải trí rơi vào giai đoạn 3 nếu thực hiện nhiều thay đổi lớn nhằm tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách, cũng như là những biện pháp an toàn và y tế khác. Theo ông Newsom thì California hiện đang ở trong giai đoạn 1, lệnh ở nhà vẫn còn hiệu lực, giai đoạn 2 mất vài tuần nữa. Giai đoạn 3 có thể mất vài tháng nữa và giai đoạn 4 là phải đợi đến khi có thuốc điều trị COVID-19. Chuyển sang tin tiếp theo là FEMA Hoa Kỳ mua 100.000 túi đựng thi thể.
Theo tin của báo New York Post ngày 29 tháng 4, thì cơ quan điều hành trường hợp khẩn cấp liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FEMA, đặt mua 100.000 túi đựng thi thể. Tổng giá trị đơn hàng này là 5,1 triệu đô la, được FEMA giao cho một công ty nhỏ ở tiểu bang California hôm 21 tháng 4. Theo hợp đồng, thì nhà cung cấp phải hoàn tất và chuyển 100.000 túi đựng thi thể này cho FEMA trước ngày 4 tháng 5 tới. Phát ngôn viên của FEMA nói với truyền thông rằng hợp đồng mua 100 túi đựng thi thể lần này không liên quan đến yêu cầu cung cấp 100.000 túi đựng thi thể được gửi đến Bộ Quốc phòng Mỹ hồi đầu tháng. Số đợt hàng này chỉ bổ sung cho kho dự trữ, đề phòng trường hợp cần dùng đến. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, thì Tổng thống Donald Trump cho rằng con số người chết trong đại dịch lần này sẽ ở trong khoảng là từ 60 cho đến 70.000 người. Tính cho đến 7 giờ sáng nay, ngày 30 tháng 4 theo giờ California, thì nước Mỹ đã có hơn 1.065.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có 61.669 người tử vong, hơn 147.000 người đã bình phục. Thưa quý vị, chuyển sang tin cuối cùng là tài tử phim Triệu Phú Ổ Chuột chết vì ung thư. Theo tin của báo The Guardian, thì tài tử điện ảnh nổi tiếng của Ấn Độ là Irfan Khan vừa qua đời ở tuổi 53 vì một khối u thần kinh nội tiết hiếm gặp. Công ty quản lý của nam tài tử này xác nhận tin với truyền thông vào ngày 29 tháng 4 và cho biết là Irfan Khan là một người đầy nghị lực, đã chiến đấu với căn bệnh đến hơi thở cuối cùng. Nam tài tử cũng được miêu tả là một người thân thiện, luôn tạo được thiện cảm với mọi người, khiến ai cũng muốn gần gũi. Irfan Khan năm nay 53 tuổi, được xem là biểu tượng của điện ảnh Bollywood. Anh được biết đến với một loạt phim như là Life of Pi, Triệu Phú Ổ Chuột, Life in the Metro, The Lunchbox, The Amazing Spider-Man, Jurassic World. Đặc biệt, bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột đã đưa anh tên tuổi anh vượt ra khỏi biên giới Ấn Độ. Trong phim thì Irfan Khan thủ vai một cảnh sát điều tra. Bộ phim giành 8 giải Oscar, 7 giải BAFTA. Sau đó thì phim Life of Pi giúp tên tuổi Khan thêm phần nổi tiếng. Trong bộ phim này, anh đảm nhận vai Pi khi trưởng thành, góp phần giúp cho tác phẩm giành 3 giải Quả Cầu Vàng và 10 giải Oscar. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị có một ngày tốt lành và xin hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.